Hello các anh em, lại là mình Tip Vlog đây. Hôm nay mình chia sẻ tới các anh em về cái game M4 này. Đợt vừa rồi nó gặp một cái lỗi rất là trầm trọng, đó là có nhiều thằng nó cheat được hàng triệu hộp một mê thép này. Nó làm cho cái giá Dragon giảm một cách trầm trọng. Chỉ trong một ngày, cái giá Dragon từ 1,2 đô la trên 1 giờ nó giảm xuống còn có 0,4 đô la trong cái đêm vừa rồi. Và trong lúc sáng hôm nay là nhà phát hành họ đã phải bảo trì khẩn cấp để fix cái lỗi này, nhưng mà mình không rõ là họ có fix được hay không. Bởi vì có rất nhiều cái lỗi game mà hiện tại nhà phát hành họ vẫn chưa fix được sau bao nhiêu lần bảo trì. Nếu như mà cái lỗi này mà không fix được thì mình đảm bảo là cái game này sẽ lag, là người chơi họ sẽ bỏ đi hết. Anh em cày tay sẽ rất là khổ, bởi vì cái giá Draco giờ là không xứng với lại cái công sức bỏ ra.